tóc vẫn tóc bé thế, rồi chỉnh tóc lên nhá. Bụng hơi to. Mày nhìn kìa, mấy ngày hôm nay tao thấy thằng ngoại nó cứ lạ lạ thế nào ấy. Mày nói tao mới nhớ, nhìn nó cứ sai sai thế nào ấy. Mày nhìn kìa, hình như nó trổ bóng hay sao ấy. Thằng này mày dậy đi, cứ lo ăn mãi thế, có chuyện lớn rồi. Mày nhìn nó kìa. Ủa ơi, cái gì nó đang hiện trước mặt tao ấy này? Thằng Hoàng Anh nó trổ bóng thật rồi. Thằng kia nói nhỏ thôi, cả trường nghe thấy bây giờ. Nó là hot boy, con gái cả trường này ai cũng thích nó. Giờ mà phát hiện nó trổ bóng à, cái trường này sẽ ngập nước mất. Mà khả năng mấy hôm nữa đi học á, khéo mà phải trèo thuyền đấy. Sao lại ngập nước? Thì bọn con gái ấy, nó thấy thần tượng của nó trổ bóng nên nó khóc thành dòng sông chứ sao. Mày điêu vừa thôi, đừng điêu quá. Hoàng Anh, mày làm cái gì đấy? Mày bị điên à? Do mày cướp của tao, trả đây. Bảo bối của chị. Mày tỉnh lại đi. Mày đánh tao nhá. Tao hận mày. Ôi, mùi ích. Mày làm cái gì thế Nhung? Sao suốt ngày đánh nó thế? Đúng rồi đấy, chỉ có con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi, cô anh nhở. Thôi, bệnh mày nặng lắm rồi. Phương Anh ơi, tao thích mày. Ui giời ơi, thôi, mẹ cứu con mẹ ơi. Eo ơi, thằng Phương Anh nó thối thế mà vẫn lao vào ôm được. Thằng này đúng là thần kinh có vấn đề rồi. Này nhá, tao rất là bình thường đấy. Chúng mày phải có vấn đề ấy. Tao đập chiếc đầu mày quay như trong sóng bây giờ. Đứng lên, nói chuyện đàng hoàng. Này, tao thích cái nơ này đấy. Mày cho tao nhá. Chúng mày không cần phải nhìn, tao biết thừa là đẹp rồi, nhá. Đi nhanh lên, ở đây một lúc nữa, kéo nó thổ luôn đấy. Đi 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 lên căng tin, tao ngại lắm rồi. Điện thoại tao, điện thoại. Không thể để nó bóng như vậy được. Cả nhà mày, có mỗi mình mày thôi. Mày mà bóng, ông bà sống sao? Không lẽ bệnh bóng cũng bị lây à? Mà nó lây từ ai nhở? Mày tỉnh táo lại đi Hoàng Anh. Ê, Nhung, mày đã im chân đấy, không được rút chân lại. Nó vẫn còn cảm giác với con gái thì chưa đến nỗi bóng lắm đâu. Ôi, sao chân mày luôn dài, trắng, không tì vết vậy? Tao ngưỡng mộ lắm. Mày uống nhầm thuốc à? Hoài Anh ơi, tao xin mày đấy, mày tỉnh lại đi. Ui, Vân ơi, mày dùng nước hoa hãng nào đấy? Thơm thế. Loại này của con gái mà. Đồ quỷ. Thì người ta cũng là con gái mà. Hoàng Anh, mày đừng có làm bọn tao sợ được không? Úi giời ơi Vân ơi, son mày màu đẹp thế. Mày dùng lại gì đấy? Tao thích lắm. Đủ rồi nhá. Tại sao hôm qua mày còn bình thường mà hôm nay mày đã trổ bóng rồi? Úi, cái váy đẹp thế. Tao mà mặc cái váy này nhá, bọn con trai cũng mà chết đứa đứa đừ luôn ý. Mày nhìn thẳng mặt tao này, mày mà còn nói chuyện kiểu con gái nữa thì tao đấm mày đấy. Mạnh mẽ lên. Được rồi, tớ sẽ mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Để cho nó như thế này được. Chúng mày phải tìm cách cho nó trở lại bình thường đi. Trời ơi, tao bó tay rồi. Tao mà cứ ở cạnh nó thế này, tao sợ bị lây lắm. Trời ơi. Tao thì tao bình thường mà, có gì đâu mà bọn mày phải lo lắng. Cứ để tao sống thật về giới tính của tao đi. Ôi trời ơi, bọn tao không tin mày cong đâu. Bọn tao phải bể cho mày thẳng trở lại. Đúng rồi, không phải bọn tao khinh thường giới tính thứ ba đâu. Nhưng mà mày đang rất bình thường, không thể nhiễm ngay như vậy được. Khỏi nói nhiều, bọn mình sẽ chia nhau ra để trị bóng cho nó. Để tao trước, ngày mai qua nhà tao ăn mặc đàng hoàng, cấm bôi son đánh phấn, hiểu chưa?
Nhìn kỹ thì cũng thấy nó tội thật đấy. Tao chỉ mong á, bệnh của nó đừng lây qua người tao thôi. Phương Anh ơi, bờ ngực của mày biết bao nhiêu người muốn tựa vào, mày để nó cho tao nhá. Hoàng ơi, tao xin mày đấy. Là con gái thật tuyệt. Qua một đêm mà mày vẫn chưa hết bệnh à? Giời ơi. Trước mặt tao mà mày còn cong cong kiểu như vậy là mày không còn mạng ở nhà đâu nhá. Đẹp thế. Trời ơi. Này, chị sẽ bôi son cho em nhá. Còn cho em mặc váy đẹp nữa cơ. Đúng rồi, đi một vòng. Được chưa? Được đấy. Tao chưa ra tay mà mày đã thẳng rồi. Làm người ta gồng muốn chết. Người ta lộ ấy thì cứ để người ta lộ đi. Mày chọc điên tao à? Tao không tin là không bẻ mày lại được. Thay ra ngay đi. Bộ này tao mới mua, chuẩn men đấy. Thay ra đi. Bộ này nhìn người mắt chết đi được. Tự nhiên bắt người ta thay ra. Ở đây làm sao người ta thay được? Thay mỗi cái áo thôi mà. Tao không thể nhìn cái bộ xương cốt của mày đâu. Không chịu đâu. Thay ở đây á, mày thấy hết của tao. Cái gì? Đập cho mày một trận bây giờ. Thay thì thay. Nấm mà. Là con gái thật. Tuyệt. Ôi rồi đó tôi. Sao mày mặc váy của tao vậy? Váy đẹp như thế này mà cứ giấu người ta thôi. Xấu tính. Mày thay ngay ra cho tao. Kinh quá. Thôi, cho người ta mượn đi mà nhá. Mày mà không thay ra, tao cho mày ăn đấm. Tao cho đầu mày á quay như trong chóng luôn. Thay thì thay. À mà này, mấy cái quần chip của đằng ấy đẹp kinh khủng ấy, mua đâu đấy? Mày là con gái thật tuyệt. Mày thử sự kiên nhẫn của tao à? Úi giời ơi, da đâu mà trắng thế? Tắm trắng ở đâu đấy? Mà này tao bảo, tao mới biết chỗ này tắm trắng nhá. Tắm phát đảm bảo trắng luôn. Đi không? Chị em mình đi nhá. Mày cứ thử lả lơi để thử nó xem. Biết đâu nhờ nhan sắc của mày ấy, nó lại không bóng nữa. Thấy tao sao hả? Ngon không? Như tao mới gợi cảm đây này. Ôi trời ơi, Hoàng Anh ơi. Tao à, tao cũng lệ mày luôn. Tao vái cả nón nhà mày, Hoàng Anh ơi. Ôi trời ơi. Hoàng Anh ơi, cái Nhung nó bảo với tao ấy là nó hết cách rồi. Nhưng tao tin tao sẽ trị được bệnh của mày. Ôi, cái mùi nam tính thế. Dạ, tránh ra. Mày, ngày bình thường ấy mày chê tao thối, tự nhiên hôm nay lại thích rúc rúc vào. Chọc chọc cái gì? Mày bệnh nặng lắm rồi đấy. Tao thích cái mùi đấy mà. Nó cứ thơm như kiểu mùi tất của tao ấy. Thích cực kỳ luôn. Cực kỳ cái gì? Bỏ đi. Mua dịch vào đây. Tao cho mày xem cái này. Đấy. Nhìn đi. Ngon lắm, ngon lắm. Tao nhìn là phê chứ ê, kéo dài luôn á. Trời ơi.
đẹp đúng không? Đẹp mà lại mượt đấy chứ. Ôi ôi, mông nhỏ, ngực lép, không đạt tiêu chuẩn nhá. Sao đây? Nhìn này. À. Ôi trời ơi. Đẹp không? Thằng quỷ, tao biết mày không bị bóng mà, chỉ là sự cố thôi. Chứ ai đẩy BD lại lưu ảnh gái trong máy. Này, mày biết tao lưu ảnh chị này về làm gì không? Tôi lấy ra xem chứ gì. Nói gì thì nói, tập trung vào học hành đi. Gái gú nhiều không tốt đâu. Ô cái thằng này, gái không mê thì mê cái gì? Đấy, chúng nó cứ lo mày không hết bóng, nhưng mà có thằng bóng nào lại đi mê ảnh gái đâu, đúng không? Này, cô anh ơi. Yeah. Mày nhìn đi này. Úi giời, đùi này, ngực này, mông này. Úi giời ơi. Úi trời ơi, trôi thế nhỉ. Tao sẽ để dành tiền nhá, để tao đi nâng ngực, nâng mông giống các chị này. Lúc đấy á, mọi người sẽ phải ngước nhìn tao. Mày. Này. Ui, thấy không? Bây giờ tao sẽ đi tập thể dục cho đôi chân này thon và dài. Lúc đấy nhá, bọn con trai nhìn tao có mà chảy nước dãi. Trời ơi, trời. Mày, mày làm tao nổi hết cả da gà rồi đấy. Mày, mày tỉnh táo lại đi. Mày lúc nào cũng nổi nóng với tao ấy. Lại đây tao bảo. Cái gì nữa? Lại đây. Gì? Mày ngủ đôi tất này đi. Đôi tất này nhá, sẽ giúp cho tâm hồn của mày sảng khoái, không bị nóng trong người nữa. Nữa cái đầu cắt ngoài ấy, tao ngửi để BD giống mày à? Hả? Lúc nào cũng nổi nóng với người ta thôi. Bực mình á, bực mình đi về. Đêm nay không ngủ nhà tao nữa nhá. Đi về đấy. Cái gì mà tao để vả ra cái bây giờ đây. Hoàng ơi, xem với tao đây này. Xem cái này sẽ giúp mày mạnh mẽ lên. Ui dồi ôi, có một tí phản ứng rồi. Ui, bắp thịt còn quẫn luôn nha. Đúng, là con trai phải như vậy, con gái nó mới thích. Con trai mà mạnh mẽ sáu múi, chắc con gái mê lắm nha. Đúng rồi, mày phải học như mấy cái anh này, con gái nó mới mê chứ. Ui, nhìn bắp tay với cơ bụng của các anh ấy này, tao ngất mất. Bây giờ mà tao gặp cái anh này ở ngoài á, tao ôm hôn liên tục luôn. Tao bảo mày học theo, chứ tao bảo mày mê mấy cái anh này đâu. Bây giờ được mấy anh sáu múi này che chở và yêu thương, hạnh phúc chết mất. Ôi, kinh quá. Thôi, bây giờ mày xem ngôn tình với tao đi. Xem ngôn tình thì tình yêu trong mày sẽ trỗi dậy. Rồi đấy. Ôi, anh diễn viên chính đẹp trai thế, nhưng mà sao chết sớm vậy? Nếu tao là con kia nhá, tao sẽ hy sinh để cứu anh ấy luôn. Sao cái gì cũng phải tác dụng với mày hết vậy? Tao phải làm sao đây? Vân ơi, mày xem cái này với tao đi. Tao thích xem mấy cái vlog trang điểm này lắm đấy. À, tao mới mua cái son, màu đẹp lắm. Mày thử không? Chu môi lên tao bôi đây. Mày vẫn cương quyết để mình cong màu Hoàng Anh. Ừ. Màu son nó hơi bị đẹp đấy, nào chu môi lên. Tao phát điên lên rồi. Tao cầu xin mày đấy, mày thẳng lại đi, mày đừng có cong nữa Hoàng Anh. Trời ơi. Rồi ơi, mày đặt lại đi. Bỏ ra, không được đánh nữa. Có mỗi thằng bạn thân thôi mà nó cũng bị bóng. Nên cái mùi thối của tao nó cũng mê được thì coi như là hết thuốc chữa. Không lẽ cứ để nó như vậy à? Tao không can tâm. Không biết nó trốn đâu rồi, hay là lại trốn đi trang điểm. Mày ngồi lui ra. Dạ. Bọn mày chờ tao à? Hoàng Anh ơi, mày ngồi xa xa tao ra. Không thì con gái ở trường người ta lại tưởng tao người chơi cùng hạng với mày thì toi. Cùng hệ thì tốt chứ sao. Bọn mình sẽ chăm sóc nhau nhá. Nhìn chúng mày mà tôn dọn rất người. Hoàng Anh, bọn tao có chuyện muốn nói với mày đây. Chuyện gì đấy? Mua son ở đâu? Tắm trắng chỗ nào? Mày nói đi. Tao đang nghiêm túc.
bọn tao đã bàn với nhau rồi. Nếu như mày không chịu sửa đổi giới tính thì bọn tao sẽ không chơi với mày đâu. Giới tính đâu ai lựa chọn được. Bọn mày làm như thế là ác lắm đấy. Nhưng mà tao không tin mày bóng. Mày phải sửa đổi, hiểu chưa? Mày mà còn như thế này nữa nhá, bọn tao không còn mày là bạn nữa đâu. Nếu như mà bây giờ tao nói tao đùa thì chúng mày có tin không? Có thằng nào đùa mà bôi son như mày không? Có thằng nào đùa mà đầu kém nơ như mày không? Mày còn đang đeo giày hồng đấy. Đùa chỗ nào? Tao có nỗi khổ. Nỗi khổ của mày là không thẳng được chứ gì. Anh Hoàng Anh, em thích anh nhưng không ngờ anh là... là bóng. Hả? Mày thích Hoàng anh? Em hận anh. Sao anh lại là trai công chứ? Em thích anh lắm anh biết không? Ôi dồi ôi, chị em với nhau mà thích cái gì không biết nữa. Giời ạ. Anh làm tan nát trái tim em rồi. Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Mày thích thế hả Hoàng Anh? Đấy, bọn mày hiểu lý do tại sao tao trổ bóng chưa? Tao cũng khổ tâm lắm. Điên mất. Chả hiểu sao nó lại thích tao. Thì ra mày giả bóng đúng không? Mày sợ Vi An theo đuổi mày. Mày làm thế để né con An á? Chứ chúng mày nhìn tao có giống bóng không? Cái thằng này, thế mà không nói sớm, làm cả đêm tao không ngủ được. Mày nói nhỏ thôi, nó quay lại bây giờ. Thằng điên này, làm bọn tao lo sốt vó, còn bày đủ cách để trị bệnh cho mày nữa. Thì lúc đầu tao chỉ định diễn trước mặt con An thôi. Ai ngờ thấy chúng mày làm quá, nên là tao đùa luôn cho vui. Mà chúng mày không biết đâu, mỗi lúc mà tao dựa vào người thằng Phú Anh ấy, ẻo rồi nó thối, tao muốn nôn luôn ấy. Mày giỏi thật đấy, diễn cứ như thật á. Mày là bọn tao phải tung chiêu cuối, giả vờ là không chơi với mày để mày hết bóng đấy. Thấy bọn mày lo lắng, tao cũng vui, vì bọn mày biết thương tao. Thấy cũng hơi quá đáng, nhưng mà tao thấy vui nên tao diễn luôn. Hoàng Anh ơi, mày còn muốn chui vào đây nữa không? Eo ơi, kinh đi. Thôi, mọi chuyện vẫn như xưa. Hôm nay tao sẽ bao chúng mày một chầu trà sữa. Mày để tao, coi như là tao cảm ơn bọn mày. Tao uống trà sữa dâu. Trà sữa dâu là của con gái. Tao mua cho các em hàng xóm mà. Chả nói sớm đi, bọn tao cứ tưởng thế đi. Tao ơi. Tí tao sẽ ra tao ăn này. Đấy, rồi gặp. Tí nữa ra nha, tao sẽ làm một cốc ca cao trứng. Ui, phải ơi, ngon hết nước chấm luôn. Tao uống ca cao có trứng nhưng mà không có ca cao.